Đây là một lớp học thuộc trường trung học Watt nổi tiếng với những trò xấu tính. Người ta đặt cho lớp học này cái tên lớp học sát thủ đối với giáo viên. Bạn xem đấy, mới sáng sớm, lại có một cô giáo sức chịu đựng kém cỏi bị họ làm cho tức chết liền nhảy lầu tự tử. Tuy rằng không chết nhưng vẫn phải nhập viện. Nhưng họ không biết rằng những ngày tháng tươi đẹp của mình sắp kết thúc rồi. Bởi vì hôm nay sẽ có một thầy giáo khốn nạn hơn, độc ác hơn cả bọn họ đến nhận lớp. Người đàn ông này tên là Zeki. 13 tháng trước anh ta bị bắt vì tội cướp ngân hàng. Vừa ra tù anh ta liền đi tìm một người bạn để đòi lại khoản tiền khổng lồ cướp được trong vụ cướp ngân hàng năm xưa. Nhưng không ngờ rằng số tiền đó đã bị chôn dưới một bãi đất trống cạnh trường học. 13 tháng trôi qua, bãi đất trống đó đã được trường sử dụng để xây phòng thể thao. Hết đường, anh ta liền nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, chính là xin làm thầy giáo ở ngôi trường này. Như vậy anh ta sẽ có thể lợi dụng là do công việc để dễ dàng đào lên khoản tiền đó. Nhưng một tên côn đồ sao có thể dễ dàng làm thầy được cơ chứ? Trong lúc đợi phỏng vấn, Zeki phát hiện người đến ứng tuyển vô cùng nhiều. Hiện tại, mục tiêu hàng đầu của anh ta chính là loại bỏ những đối thủ này. Zeki đứng dậy đi đến bên bức tường, một phát đập vỡ chuông báo cháy. Nghe thấy chuông báo động, những người đến ứng tuyển đều bị dọa chạy đi mất. Lúc này hiệu trưởng mở cửa phòng ra, Zeki liền đổ tội cho cậu học sinh đứng bên cạnh. Cô hiệu trưởng, tôi thì là do cậu ta làm. Đừng có ra mồm nữa. Hiệu trưởng chỉ thấy một người duy nhất đến ứng tuyển, không còn sự lựa chọn nào khác rồi nên liền nhận anh ta vào làm việc. Cứ như vậy, một Zeki còn chưa cả học hết cấp 2 không thể ngờ rằng có thể trở thành một thầy giáo trung học. Hiệu trưởng bảo Zeki nộp chứng chỉ sư phạm, nhưng Zeki thì lấy đâu ra? Lại phải đi trộm rồi. Anh ta nhắm được một cô giáo xinh đẹp, ngô nghê trong trường tên Lisi. Vậy là mình đẹp trai nên Zeki liền hẹn Lisi buổi tối cùng đi uống một ly, sau đó nhân cơ hội bỏ thuốc vào ly rượu. Lisi bị ngất đi, Zeki liền lấy chứng chỉ sư phạm của cô, đổi tên sau đó in ra, thế là đã thành của mình rồi. Ngày hôm sau, Zeki đeo kính giả bộ như rất có học thức, nhưng từng cử chỉ hành động đều để lộ thân phận giang hồ của anh ta. Anh ta gặp phải một cậu học sinh cố ý chắn đường, không hề nương tay liền đạp cho cậu học sinh này một phát. Anh ta chưa ăn sáng nên liền cướp ngay hamburger của một học sinh khác. Các giáo viên khác thì bận họp, còn anh ta thì bận đổ bia vào trong hộp sữa. Bởi vì cô giáo mà trước đó nhảy lầu tự tử đã vào viện nên lớp học kia đang không có giáo viên phụ trách. Lisi bị hiệu trưởng phân đến lớp học đó. Lisi nhìn thì có vẻ rất dễ bắt nạt nhưng thế nào thì hồi sau sẽ rõ. Cô cầm phấn chuẩn bị giảng bài, nhưng viên phấn đã biến thành thứ gì đó dính nhớp. Mở vòi nước định rửa tay thì liền bị phun ướt nhẹp. Cô cầm khăn mặt ở bên cạnh lên lau thì càng lau mặt càng đen. Cô muốn ra khỏi lớp học, kết quả cầm phải một đống bánh. Lisi sụp đổ hoàn toàn. Nhưng rất nhanh chóng cô phát hiện chứng chỉ sư phạm của Zeki là giả. Thế là cô liền uy hiếp bắt Zeki đổi lớp với mình. Hiệu trưởng liền lập tức đồng ý. Cứ như vậy, một tên bản chất giang hồ trở thành chủ nhiệm của một lớp học giang hồ không kém. Zeki vốn dĩ không hề coi cái đám danh con này ra gì. Nhưng không ngờ rằng buổi học đầu tiên anh ta đã thật xui xẻo. Trong lúc mở tủ ra để lấy danh sách điểm danh đã kích hoạt hệ thống, bị một bao gì đó nhảy nhụa buồn nôn đổ ập xuống người. Vừa ngồi xuống để điểm danh liền bị keo siêu dính chặt vào ghế, không dễ dàng gì mới dứt được ra. Anh ta muốn về nhà thay quần áo, kết quả trong xe cũng có cơ quan, ngay lập tức biến thành người chim. Những trò quái quỷ của đám học sinh đã chọc điên Zeki. Anh ta nào đã chịu uất ức như thế này bao giờ. Ngày hôm sau, Zeki mang theo vũ khí bí mật đến lớp học. Vào đến lớp học, đám học sinh vẫn không hề xem Zeki ra gì. Có học sinh còn trực tiếp trốn học. Zeki lộn nhào ra ngoài ban công, lên cò khẩu súng bên trong có sơn màu, ngắm bắn đám học sinh trốn học đó. Nhanh chóng cả lớp mặt mũi bảy sắc cầu vồng bị Zeki lôi về lớp học. Môn học tiếp theo là môn bơi của Lisi. Cô học sinh này trang điểm kỹ càng nên không muốn xuống bể bơi. Zeki liền ôm cô ta vứt luôn xuống dưới nước. Tên học sinh nam này muốn chống đối liền bị anh ta cho nếm mùi. Chỉ cần họ ngoan ngoãn trong phòng chờ chuông hết giờ, Zeki mới không quản chúng có học hay không. Buổi tối hôm đó, khi Zeki đang đào hố thì nhặt được chiếc hộp thời gian của Lisi. Mở ra xem thì đều là những bí mật của Lisi khi còn là học sinh. Cô thích một anh chàng đẹp trai nhưng không dám tỏ tình vì mặt mình có mụn, buồn muốn chết. Zeki vừa xem vừa cười, nhưng lúc sau thì lại không cười được nữa. Bởi vì anh nhớ lại thời học sinh của mình. Anh ta cũng muốn là một học sinh ngoan. Nhưng chỉ vì một câu phê bình của cô giáo đã làm tổn thương anh ta sâu sắc. Vì vậy anh ta dần dần bắt đầu phá phách, sau cùng là bị vào tù. Nghĩ đến đây, Zeki lương thiện phát hiện ra rằng nếu những học sinh của anh không thay đổi thì sau này sẽ đi vào vết xe đổ của chính mình. Nghe nói có học sinh muốn làm tên nghiện, Zeki liền quyết định đưa cả lớp đi thực địa khảo sát, để cho chúng tận mắt nhìn thấy cuộc sống của một kẻ nghiện ngập. Vừa bước vào phòng, một mùi hôi thối bốc lên, dán bò khắp nơi. Đám học sinh suýt thì nôn. Hóa ra chúng tưởng rằng nghiện thì rất ngầu. Bây giờ thì đã được thông não rồi. Zeki tuy là bỡn cợt với đời nhưng lại có thể khai thác được điểm mạnh của mỗi học sinh. Anh phát hiện một học sinh rất có khả năng diễn xuất liền động viên cậu tham gia vào đoàn kịch. Quả nhiên cậu học sinh này không những được chọn mà còn được diễn vai chính, giành được giải nhì trong đoàn. Anh còn thực hiện tẩy não một cách khoa học cô học sinh đội sổ này rằng thầy rất xem trọng em. Em là học sinh có tiềm lực nhất trong lớp. Một kỳ tài giống như em đúng là chục năm mới có thể gặp được. Cô bé xúc động, quyết tâm sẽ nghiên cứu những vấn đề khoa học thiết yếu nhất của con người. Thế là mỗi ngày cô đều học hành chăm chỉ. Cuối cùng đã chế tạo ra máy trang điểm tự động vô cùng tiên tiến, trở thành niềm tự hào của thầy giáo. Zeki bởi vì không đi theo nền nếp cũ nên trở thành giáo viên được học sinh yêu quý nhất. Anh ta giành được danh hiệu người giáo viên ngầu nhất với số phiếu áp đảo.
Lee Si ở ngồi bên cạnh còn không cả được nhắc đến tên nên vô cùng buồn bã. Jeki nói với Lee Si, nếu cô muốn hòa nhập được với đám học sinh này thì anh sẽ có cách. Dưới sự chỉ đạo của hai thầy cô, cả lớp lén lút đi vẽ lên tàu hỏa. Nhìn thấy những nét vẽ đẹp tuyệt vời của Lee Si, đám học sinh liền thấy rằng hóa ra Lee Si cũng không phải là quá cứng nhắc. Ngày hôm sau Lee Si lên lớp thay Jeki, đám học sinh cũng đã chủ động chào hỏi cô. Trong giờ học cũng rất tích cực phát biểu, ngoan ngoãn phối hợp, khiến cô tràn đầy tự tin. Quan hệ giữa Jeki và Lee Si cũng dần trở nên thân thiết. Thậm chí khi mẹ của Lee Si đến nhà giúp cô kết hôn, Jeki liền giả làm bạn trai của Lee Si, diễn như thật qua mắt mẹ cô. Nhưng khi Lee Si định tỏ tình với Jeki thì anh liền lo sợ, vì anh biết mục đích của mình là đào được số tiền khổng lồ kia. Nếu như Lee Si biết được sự thật thì mình sẽ tự động biến thành tội phạm. Jeki mỗi ngày đều đào, rất nhanh đã tìm được số tiền kia. Nhưng anh ta không hề vui vẻ, bởi vì nó có nghĩa là cuộc đời là một người thầy của anh sắp kết thúc. Làm việc ở nơi này vô cùng thoải mái, vui vẻ, còn tịch thu được đồ ăn vặt của đám học sinh. Anh ta thích một cuộc sống như vậy. Nhưng việc quan trọng trước mắt là phải bịt cái hố kia đã. Nhưng cái hố đó quá gần mặt đất, trong một buổi thể dục, mặt đất đã bị một học sinh béo ú xuyên thủng. Một đường hầm liền xuất hiện ngay trước mặt Lee Si. Cô bò vào đường hầm, bắt gặp Jeki đang lấp hố. Jeki sợ cô báo cảnh sát nên lập tức nói ra sự thật. Nhưng Lee Si vô cùng tức giận, căn bản không hề muốn nghe anh giải thích. Jeki không còn mặt mũi nào ở lại trường học nên đành từ chức. Đến ngày hôm sau khi Lee Si đến trường, cả lớp đều tìm cô để mong cô khuyên Jeki trở lại trường. Nhưng Lee Si đã vô cùng thất vọng với Jeki. Sau khi đi đến phòng học, đám học sinh nói là Jeki bảo bọn họ mỗi người hãy tìm một bức ảnh có thể cổ vũ bản thân. Bức ảnh của Jeki lại chính là ảnh của Lee Si. Lúc này bạn của Jeki cũng tìm đến chỗ Lee Si, đưa cho cô một bức thư. Hóa ra trong khoảng thời gian phải bắt buộc làm một thầy giáo, Jeki đã chán ghét cuộc sống lang thang đầu đường xó chợ. Cũng vì gặp được những học sinh đáng yêu này và cả Lee Si nữa nên anh muốn thay đổi bản thân, làm lại cuộc đời. Anh không hề độc chiếm khoản tiền đó mà đã đem đi tu sửa phòng thể thao. Điều này làm Lee Si vô cùng cảm động. Nhưng Jeki lúc này lại tìm đến đồng bọn cũ định đi cướp ngân hàng. Thế nhưng những học sinh tình cờ nhận ra anh, bảo anh hãy trở lại trường để dạy học. Jeki trầm xuống một hồi lâu. Khi anh nhìn ra bên ngoài cửa xe, đoàn tàu hỏa đầy những nét vẽ mà họ đã vẽ ngày trước đúng lúc đi qua. Lúc này trong lòng Jeki đã có được đáp án. Anh từ bỏ kế hoạch hành động, lựa chọn là một người đàng hoàng. Anh xuống xe đưa học sinh rời đi, khi qua đường còn bảo vệ những đứa học sinh của mình. Đám học sinh cũng vô cùng tin tưởng nắm lấy tay anh. Cuối cùng Jeki tìm được Lee Si, hai người hạnh phúc bên nhau. Thành tích của học sinh trong lớp học sát thủ đối với giáo viên này được nâng cao một cách rõ rệt. Hiệu trưởng vì vậy không ngần ngại làm giả trình độ học vấn cho Jeki, bổ nhiệm anh thành giáo viên chính thức của trường trung học Gốc. Cách dạy học của Jeki là lấy độc trị độc, sau đó là dùng tấm lòng để đổi lấy tấm lòng. Chân lý của giáo dục chính là một đám mây đẩy một đám mây, một linh hồn đánh thức một linh hồn khác. Không có học sinh rốt, chỉ có giáo viên không biết cách dạy. Ok, bộ phim kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn.